30 rồi anh em ơi, thì anh em nào mà chưa có nick chơi thì hãy truy cập ngay dịchvugame.vn nhé. Thì trên shop có rất là nhiều loại nick cho anh em lựa chọn như Ác Sơ Sinh này, Ác Tầm Trung hoặc là Win Doanh Trại. Ngoài ra còn có kho item này, Ác Free Fire hoặc là Liên Quân. Ở bên dưới này thì có phần đó chính là thử vận may cho anh em, là thử vận may sơ cấp và thử vận may VIP nhá. Trên shop có rất là nhiều dịch vụ như bán vàng, bán ngọc, úp bí kíp, săn đệ tử, úp sức mạnh đệ tử, sư phụ làm nhiệm vụ và nhập nick ngọc rồng nhá. Giá vàng trên shop hiện tại đang là x6000 10k nhận ngay 60 triệu và server 9 thì là x2500 10k nhận 25 triệu. Còn giá ngọc trên shop hiện tại là x5.5 nha anh em, 100k nhận ngay 550 ngọc. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu thì hãy truy cập ngay dịchvugame.vn nha. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip không phải là nick top 1 giải siêu hạng nữa, tại vì cái nick đấy mình đang cho lên núi rồi anh em ơi. Và ngày hôm nay chúng ta cùng quay lại với Win Dương 11 Easy nhá. Thì không biết là anh em nào còn nhớ cái nick này không nhỉ? Và ôi rồi ôi, đây chính là một cái nick hồi xưa là Win Dương 11, sau đó mình biến nó thành Ác Úp Vàng. Và hiện tại nó đang là 37 tỷ sức mạnh. Và anh em nhìn số tiềm năng của nó chưa ạ? 106 tỷ đây anh em. Thì nó đã xuất hiện rất là nhiều trên những clip úp các Acnamex của mình, trong vị trí đó chính là chói. Và anh em biết tại sao mình không úp cái nick này lên 40 tỷ không? Tại vì mình để như thế hít tiềm năng cho nó nhiều. Và ngày hôm nay mình tích lũy đã được 106 tỷ rồi. Hôm qua thì mình có lên cái tính tiềm năng ngọc rồng ấy, mình xem là bao nhiêu giáp gốc thì mắc, thì là cần 128 tỷ tiềm năng mới mắc được cơ. Nhưng mà cái nick này thì mới có 106 tỷ, thế nên là mình quyết định đó chính là hôm nay lại cho nó đi ké tiềm năng tiếp. Và chắc là trong cái khoảng thời gian cái nick kia lên núi úp đệ tử thì mình sẽ chơi cái nick này thành một say ra giáp đi nha anh em. Và sau đó mình sẽ úp cái nick này lên thành vương thần luôn anh em ơi. Ok, thì hôm qua Admin mới ra cái mốc sức mạnh mới đấy, đó chính là 80 tỷ. Thế nên là khả năng là sắp tới phải úp sấp mặt đây anh em ạ. Ok, giờ thì việc trước tiên của mình đó chính là đi vào bản đồ kho báu và ké thêm một tí tiềm năng. Ok anh em ơi, vào đây. Úi xồi ơi, 800k tiềm năng một hit, tại vì cái nick này là thần say ra cấp 1. Còn cái nick của mình đang úp ý, thì nó mới chỉ là siêu cấp 4 thôi anh em ạ. Thế nên là phải đợi cái nick đang úp lên tầm 10 tỷ sức mạnh thì mình mới bắt đầu ngon cơ anh em. Đó thì tiềm năng xương xương nhài cũng ok rồi, đủ hit thôi. Đó, xồi ôi, úp lâu phết mới được đấy, mười mấy con Namex mới được đặt này đấy anh em ơi. Thì mình định úp cái nick này lên vương thần đi anh em. Thì khả năng là mình chỉ cần úp thêm tầm một cái bản đồ này nữa. Ok anh em ơi, và đây là số tiềm năng mình nhận được sau một cái bản đồ là được tầm gần 3 tỷ. Gần 3 tỷ thôi anh em ơi. Thì mình nghĩ là mình nên đi thêm một cái bản đồ nữa. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu được chính là lên núi cho cái nick này lên tầm vương thần nha anh em. Ok, để sắp tới đại chiến vương thần mà anh em. Ok, giờ thì bắt đầu nha anh em. Ok anh em ơi, và đây là số tiềm năng sau hai bản đồ nha, 112 tỷ rồi. Thì giờ mình sẽ bắt đầu đó chính là đi mở giới hạn sức mạnh mới cho cái nick Win Dương 11 Easy này nha. Mình sẽ nâng nó lên 80 tỷ luôn. Sau đó mình sẽ dùng hết số tiềm năng còn lại để cộng vào giáp. Ui Dương Phụ. Cái này không bị mất đi à? Mình cứ tưởng là sau một ngày nó mất đi cơ, nhưng mà nó vẫn còn ở đây. Ok, giờ chúng ta lên gặp Kaio thôi nào. Ôi thôi chết, nick này chưa lên được. Từ từ mình thách đấu với mấy con này đã. Quên mất đây anh em ạ. Lười thách đấu với mấy con này quá. Ok, một con khỉ bút đồ, bút bổ, bút bổ lét à. Mẹ, ok, tiếp theo là thần vũ trụ nha. Lẹ lẹ, mình còn lên mở giới hạn sức mạnh, sau đó mình cộng tiềm năng xem là số tiềm năng này lên được bao nhiêu giáp gốc đây. Thì giáp gốc hiện tại như là 1K6 là mắc. Thì không biết là 110 mấy tỷ, 112 tỷ tiềm năng này sẽ lên được bao nhiêu giáp gốc đây. Cố lên, cố lên. Rồi, thần vũ trụ đâu? À đây, 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 đây. Ok, di chuyển lên thánh địa Kaio anh em ơi. Rồi, thì bắt đầu mở giới hạn nào. Thì lần này mở giới hạn sức mạnh thì AD đã nâng lên tận 200 ngọc. Cay thật. Hút máu, ui, 400 ngọc ra đi đấy chứ ít gì đâu anh em. Ok, thì cái việc đầu tiên của một say ra set giáp thì chúng ta sẽ phải nâng HP. HP khá là quan trọng nha anh em. Tiếp theo là giáp. Đấy, hai cái đấy là cực kỳ quan trọng. Rồi, lên được 100, à lên được 550k thôi. Không hiểu sao lần này là một giới hạn 10 tỷ mà Admin có cho cộng có 25k. Vãi nổi thật, lạ thật đấy anh em ạ. Rồi, thì tiếp theo mình sẽ nâng full vào giáp gốc nha, để xem là chúng ta sẽ được bao nhiêu giáp gốc đây anh em ơi.
Ok anh em ơi, và hiện tại mình đã cộng được giáp gốc lên 1k487 rồi. Và sau khi tháo áo ra chúng ta được 5k948 giáp luôn anh em. Và mình mới nghiên cứu được cái sổ sưu tầm này, nó cũng có phần trăm cộng giáp nha anh em. Ở mấy cái thẻ bài này này cực kỳ hay luôn anh em. Đây đợi mình đi. Đây, mình thấy ở cái con trung ý trắng này có giáp cộng 15 này, tấn cộng 15, giáp cộng 50 luôn này. Và ở con này là HP cộng 100 anh em ơi, con trùng ý xanh lơ. Thì hôm qua mình mới tậu được X98 hai loại này. Vì mua được X98 là mắc rồi anh em, không mua thêm được nữa anh em ơi. Mình kiếm ở trong shop ký gửi, chỗ này thì mình cứ mua tầm 20-30 ngọc là mình mua một thẻ thôi. Rồi ok, thì bắt đầu mình sử dụng hết chỗ này, xem là chúng ta sẽ được bao nhiêu cái mở khóa ở đây nha anh em. Xem lên được bao nhiêu, lên được cấp bao nhiêu anh em ạ. Rồi thì bây giờ mình cứ sử dụng hết thôi, xem là tình hình nó như thế nào. Ok, đấy, úi xồi ơi, mảnh đã được cộng vào sổ sưu tầm anh em ơi. Thì chỗ này là mình mua hết tầm bao nhiêu ta? Cứ cho là 100 mảnh nhân với cả 20 thì nó rơi vào tầm 2.000 ngọc anh em. 2.000 trừ đi, ừ đúng rồi, tầm 2.000 ngọc anh em ạ. Thì đấy là trung bình thôi, tại vì có thể mình mua với giá nó chính là 50 ngọc. Có thể thì mình mua 20 ngọc, có thể mình mua 10 ngọc. Đó, nói chung là nó cứ giá hỗn độn như thế thôi mà anh em. Đấy, mình mua sao đủ X98 để về test cho anh em xem là X98 mảnh chúng ta sẽ được bao nhiêu điểm ở trong sổ sưu tầm nha anh em. Đó, úi, xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng xem sổ sưu tầm nha em ạ. Ui, được một nửa cây luôn này. Ô, sao được có mở khóa cái này thôi á? Không được cấp à? Thử sử dụng vào xem nào. Sử dụng vào vẫn được một nửa thôi à? Ô, à đấy, ui, sử dụng cấp 2 luôn này. Được giáp cộng 50, cộng 15 là 65 giáp nha anh em. Để xem là mình có lên được 65 giáp thật không nha anh em. Tháo ra. 6028 trừ đi 59 bao nhiêu nhỉ? 5948 đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ tính nhá. 1487 giáp là nhân với 4, tại vì vào hành trang nó nhân 4 là nha anh em. Được 5948 này. Bây giờ thì đang là 6028 trừ 5948 sẽ là bao nhiêu đây? 6028 trừ đi 5948. Ui, sao lên được tận 80 giáp cơ? Ô vãi nồi nhỉ. Sao ở đây ghi là 65 nhỉ? What the fuck? What? Adu, ảo vậy. Ảo vãi nồi luôn anh em ơi. Đây, mới sử dụng một cái này là được 65 thôi mà nhở. Adu, vãi nồi game. Adu thật. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng mảnh của trung ý xanh lơ, xem là cái tình hình của trung ý xanh lơ vào thêm được tí nào không nha anh em. Tại vì trung ý xanh lơ thì mình thấy là được cộng có 100 HP thôi, còn đâu là nó sẽ cộng vào tấn công anh em ạ. Thì HP của mình hiện tại đang là 602.800, để tí nữa mình sử dụng vào xem nó lên bao nhiêu nha anh em. Ok, còn 50 mảnh nữa. Chỗ này thì mình cũng mua bằng giá của cái trung ý trắng thôi anh em, tại vì cái này cũng ít ai dùng ý, để mình dùng thử xem nó như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ vào sổ sưu tầm để xem nào. Ok, đâu rồi? Đây, đâu rồi? À đây. Đã mở khóa cộng 100 HP này, cũng được một nửa như kia luôn. Sử dụng vào cũng được cộng tấn công 20. Úi, sao cứ sử dụng là nó được sử dụng LV2 nhỉ anh em nhỉ? À đủ ghê vậy. Đây, thì cái này là 100 HP cộng với cả 40 tấn công. Đó, ngon luôn. Thì mỗi người là sử dụng được 5 cái cơ mà anh em. 5 cái thì lo cái gì. Để sắp tới mình xem có cái nào cộng giáp nữa không này. Có cái nào cộng giáp để mình đi úp nào. À đây, có cái này cộng giáp này. Giáp cộng 15 luôn này. Ngon. Ok, để sắp tới mình sẽ úp cái con quỷ bay này nha anh em. Ok, để mình xem nó tình hình nó như thế nào. À đủ. Lên 603k HP kìa, vừa nãy là 6028 và bây giờ lên được 200k HP. À đâu, 200 HP kìa. Ui, cộng nhiều thế nhờ. Cộng nhiều thế nhờ anh em nhờ. Ok, thì sắp tới là chắc là mình sẽ đi úp con quỷ bay. Bây giờ thì mình sẽ mở một chút nội tại đi nha anh em, cho nó vui vui một tí. Rồi thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái nội tại, đó chính là tiềm năng sức mạnh để mình úp lên vương thần nha anh em. Chứ mình không dùng cái nội tại vàng này nữa. Ui, vừa mới nói ra luôn này. 14% còn chưa bằng cái món 3 sao. Lấy để chi. Tầm 25% là đẹp. Đấm garlic 14 à. Ui, 24 luôn vừa mới nói. Xôi ôi, ngang một món 5 sao. Gần bằng một món 5 sao rồi anh em ơi. Ok, vậy là cũng khá là ngon rồi. Thì đây là cái set đồ mình chuẩn bị, đó chính là lên núi thăm ngàn. Nhưng mà trước khi lên thì mình sẽ đi úp con quỷ bay trước nhá. Ok, giờ thì chắc là clip của mình ngày hôm nay cũng đến đây thôi. Chúc anh em 30 Tết vui vẻ nhá. Và cuối clip thì mình cũng chỉ có một lời nói cuối cùng này với anh em thôi. Đó chính là giá ngọc trên bánvangoc.vn chuẩn bị tăng cực kỳ mạnh.
Anh em nào mà đang có nhu cầu muốn mua ngọc chơi Tết thì đừng quên ghé vào shop bánvangngoc.vn để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Giá vàng 6.000, nhận 10k nhận ngay 60 triệu. Còn server 9 là x2500. Còn giá ngọc cực kỳ rẻ luôn, x5.5 hiện tại thôi nha. Còn ngày mai sẽ tăng cực kỳ mạnh. Thế nên là anh em hãy lên shop bánvangngoc.vn để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Kamsamita.